mình cũng khá rảnh cho nên là sẽ làm một cái video mukbang trả lời Q&A mà hôm qua Nguyên với Shen đã đăng một cái story, hỏi các bạn là hãy gửi cho Nguyên với Shen thật là nhiều những cái câu hỏi về tình cảm thì tụi mình sẽ giải đáp cho mọi người. Thì cái video ngày hôm nay gọi là kiểu gần gũi á, chia sẻ cho mọi người về chuyện tình cảm của tụi mình và những quan niệm của tụi mình về tình cảm, ngồi ăn nói chuyện thôi. Lâu rồi Nguyên không có làm chủ đề video này trên channel của Nguyên, thì hôm nay với sự góp mặt của Shen thì chúng mình sẽ cùng mang và cùng nói chuyện với nhau nha. Let's get started. Mọi người đừng quên follow Shen trên Instagram và subscribe to channel của Shen nha. Menu của ngày hôm nay sẽ toàn là đồ ăn Hàn Quốc. Thì tụi mình có ở đây là gà chiên có sốt, tẩm sốt gia vị. Không biết sốt này sốt gì nhưng mà Nguyên ăn rồi thì nó có hơi chua chua ngọt ngọt nè. Với lại có tteokbokki. Tteokbokki là bánh gạo. Thế sẽ là mì đen nha mọi người. Là mì mà màu đen. Mì đen. Hồi nãy giờ đợi xem makeup mới ăn á, nên là mì nó hơi khô lại hả. Tiếp đến là mình có súp kimchi. Súp kimchi chắc là cay nha. Cay hả? Trường hợp hai đứa đều còn đói thì có thể ăn cơm nha. Với lại hai chai nước Dasani. This video is not sponsored by anyone. Okay, sponsored by me. Thì đa phần mọi người hỏi là Nguyên có người yêu chưa. Chứ là 80% những câu hỏi là chị Nguyên có người yêu chưa, chia sẻ đi. Thì Nguyên sẽ trả lời cho mọi người, nhưng mà không phải bây giờ Nguyên sẽ chia sẻ kiểu giữa video này hoặc là cuối video á, cho nên mọi người xem hết video này nha. Ok, câu hỏi đầu tiên là của bạn Khuê. Làm sao để giữ lửa cho tình yêu ạ? Câu này rất là hay. Tại vì khi mà mình lớn á, mình thắc mắc về cái trường hợp rất là nhiều. Làm sao để mình yêu lâu mà lúc nào tình cảm cũng sẽ mặn nồng và kiểu kháng khích giống như vậy. Đối với Nguyên á, thứ nhất là lúc nào phải tôn trọng nhau nè. Tại vì mình có sự tôn trọng với đối phương á, thì lúc nào mình cũng sẽ muốn gắn bó với người đó. Còn nếu mà một khi một cái sự tôn trọng nó mất đi á, thì mình cảm thấy là tại sao mình lại ở với người này không có xứng đáng nữa. Cái thứ hai là hai người lúc nào cũng để cho nhau sự tự do, có cuộc sống riêng á. Gặp nhau rồi thì vẫn có cái để chia sẻ cùng nhau. Còn nếu mà cứ dính với nhau hoài á thì cuộc đời của hai bạn sẽ xoay quanh hai bạn mà thôi. Thì nó sẽ nhàm chán rất là nhanh. Không biết như vậy. Câu thứ hai nè. Mối tình kéo dài nhất của chị là bao lâu ạ? Thì hồi đó Shen chỉ có hai mối tình trong cuộc đời Shen thôi. Thì chứ không xả Shen có quen một cái gì đó, Shen quen tới 3 năm lận. Đó là mối tình đầu của Shen luôn. Shen quen từ hồi Shen mới còn 17 tuổi cho tới khi Shen 20 tuổi á. Shen không quen nữa. Nguyên với Shen là y chang nhau luôn á. Chia tay là cùng một thời điểm, quen cùng một thời điểm, mà có người yêu mới cũng cùng một thời điểm. Câu tiếp theo là của bạn Katie V. Theo hai chị nghĩ con gái chúng ta nên lựa chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình? Câu này rất là hay á. Tại Nguyên cũng đang thắc mắc tương tự. Shen á, thì đó giờ Shen luôn nghĩ Shen nên chọn người yêu mình. Nhưng mà Shen luôn chọn người mình yêu. Nhưng mà đến khi đến với ông xã á, là Shen chọn người mình yêu. Nhưng mà cũng thành ra là người yêu mình luôn. Vậy luôn may mắn. Em yêu ông xã lắm á. Ok, câu tiếp theo. Cho em hỏi làm cách nào để quên đi người yêu cũ vậy? Mong chị trả lời. Shen trả lời đi. Shen quên người yêu cũ bằng cách đi chơi nhiều ơi là nhiều luôn. Mà lúc nào cũng xoay quanh bạn bè và cứ ngủ dậy đi chơi, xong chơi tới khi ngủ là kiểu đi chơi suốt mấy tháng trời như vậy á. Nguyên không bao giờ cố quên ai hết, tại vì cảm xúc thì cứ để nó tự nhiên đi. Thì mình cố quên thì cũng càng buồn hơn. Cho nên là cứ để nó như vậy đi, mình cứ tập trung vào cuộc sống của mình. Cứ làm những công việc của mình đang làm thật sự tốt đi, và làm cho mình đẹp hơn mỗi ngày. Thì khi mà mình đẹp rồi mình sẽ tự tin hơn, tự tin hơn thì những cái vệ tinh khác sẽ chú ý tới mình, thì lúc đó mình sẽ tự quên thôi. Không, nhưng mà khi mình buồn á, mình không có nghĩ được như vậy. Chứ hả? Mình chỉ nghĩ á là làm sao đi giết khoảng thời gian này á, để kiểu như là chơi thôi, không có biết, không cần nghĩ ngợi gì hết á. Câu tiếp đến nè. Cách kiềm chế khi nóng giận trong chuyện tình cảm khi cả hai đều nóng tính. Chắc như không có dung bịa đâu ha. Nguyên bị rồi á. Shen rất là hiền quá các bạn. Shen rất là ghét cãi lộn quá. Nguyên là Nguyên nóng á, cho nên là Nguyên không có kìm được. Thì làm cách nào để kìm hả? Khi mà đang nóng giận, cái hai đang nóng giận, nên cho nhau khoảng thời gian riêng, không gian riêng á. Giống như là bây giờ em đang nóng lắm, đừng nói chuyện với em. Khi nào em bớt rồi thì em sẽ reach out, sẽ nói chuyện lại với anh. Chứ đừng có ngồi đó mà giải quyết, không giải quyết được gì đâu. Chỉ những cái lời nói mà mình nói lúc đó là những lời nói kiểu nó rất là kiểu thô lỗ và làm tổn thương nhau á. Nhưng mà đối với Mi thấy á, khi mà Mi đang cãi lộn với một người nào đó, Mi rất là ghét phải dừng lại cuộc cãi lộn này xong rồi đi ngủ hay tiếp tục.
đã lộn qua ngày hôm sau hay là kiểu cho nhau thời gian im lặng á, mình không có chịu được như vậy đúng không? Cho nên đó giờ sao mình không thích cãi lộn á, tại khi mà mình cãi lộn á mình sẽ muốn là phải giải quyết liền, nhưng mà nếu gặp người nhóm nóng tính như Du á, Du đâu có muốn giải quyết liền đâu, giải quyết liền là Du sẽ chia tay luôn đúng không? Đúng rồi. Cho nên là muốn gì cũng phải kiểu muốn giải quyết liền á, Shin rất là ghét chờ đợi để giải quyết sau. Đa phần những cái lần mà nó chia tay là lúc đang cãi nhau á, bực quá, mấy đâu có đúng, không có nên á. Cho nên là lúc mà đang bực á thì mỗi người nên ở một chỗ riêng đi, khi nào mà đợi nguôi hết rồi mình bình tĩnh á, mình biết mình sẽ nói gì mình nói đúng á, thì mình hãy tìm nhau và nói chuyện giải quyết nha. Ok, tiếp đến, tiêu chuẩn của một người đàn ông cơ bản trong xã hội hiện đại là phải như thế nào chị? Nguyên nghĩ thực tế nha, xã hội hiện đại hả, phải giỏi nè, phải kiếm tiền nè. Vậy hả, mình không biết đâu, mình nghĩ thực tế là vậy nè, đàn ông bây giờ phải có hoài bão. Tiêu chuẩn người đàn ông xã hội hiện đại hả, tâm lý biết điều, biết kiếm tiền. Đúng rồi. Đúng không? Không cần đẹp. Bây giờ không, nhưng mà bây giờ chắc cũng không cần đẹp đâu á. Tại Nguyên thấy á, nói thiệt nha, xấu đẹp gì nó cũng có thể sở khanh á. Ồ vậy hả? Tiếp theo của bạn, hey my name is Perrin. Chị tin vào Mr. Right hay duyên số không ạ? Chắc chắn rồi, tại Nguyên với Trang đều là tin vào Phật, đạo Phật á. Tụi mình đi ăn chay mỗi tháng 2 ngày và đi chùa nữa, cho nên là những cái việc làm đó là tụi mình cũng cầu mong cho cái mọi cái duyên mà đến với mình đều là những duyên lành, đúng không? Cho nên là chắc chắn là Nguyên với Trang đều tin vào duyên số. Tiếp đến của bạn Thảo Anh, chuyện tình cảm mà con gái luôn làm lành trước thì có sao không ạ? Nếu mà em luôn là người phải chủ động làm lành trước thì như vậy là mối quan hệ em nó không có healthy lắm. Có vấn đề á, maybe là em thương người ta hơn, nên là em đừng có để mình đưa cái trường hợp mà đó, mình phải như vậy hoài. Với lại tôi nghĩ là tại vì em làm lành trước cho nên người ta kiểu người ta quen cái cảm giác đó rồi. Thì chị nghĩ một ngày nếu mà em thử em không làm lành trước, em im luôn á, thì người ta cũng sẽ thấy khó chịu, em thử một lần đi. Trong mà nhiều khi em thử xong từ đó em là người trên cơ luôn á. Trời ơi, ghê chưa? Mà trên, ai trên cơ không quan trọng đâu, nhưng mà kiểu không, đàn nghĩ ông là mình là con gái á, người đàn ông, người yêu của mình á, không nên để mình phải đi năn nỉ nó hoài chứ, không có được đâu. Yêu nhau mà, đâu có đúng sai gì. Đúng rồi, không có đúng sai gì hết, nhưng mà mình luôn đúng. What the hell? Chị ơi, có cách nào để mình không bị quá phụ thuộc vào người yêu không ạ? Cảm ơn chị. Câu này chị xin nhường cho chị Nguyên trả lời nha, chứ chị không có trả lời được đâu. Chị thương ông Thả, chị bị dính ông Thả lắm luôn á, nên là chị rất là phụ thuộc với ông Thả luôn á. Nói thì nghe hơi ích kỷ, nhưng mà mình phải nghĩ cho bản thân mình á, có bồ có bồ, có người yêu có người yêu, nhưng mà cũng phải có một cái thú vui riêng ngoài cái mối quan hệ đó, không phải là mình quen người khác, nhưng mà phải biết bạn bè, đừng có bao giờ mà kiểu bỏ bạn. Nguyên bị rồi, nhưng mà nó cũng không liên quan lắm. Nhưng mà hồi đó Nguyên có bồ á là Nguyên chuyên gia kiểu Nguyên không bao giờ đi chơi luôn á, Nguyên bỏ bạn thật sự luôn á. Học cái bài với Nguyên á, không bao giờ đi chơi với Nguyên nhiều luôn á, lúc nào cũng ok tao đi xong rồi đặt bàn gì nọ cho Nguyên hết luôn, xong rồi Nguyên nói tao không đi được đâu, lúc nào cũng vậy luôn á. Mình đừng có kiểu phụ thuộc vào người đó quá, như là ồ anh đi đâu làm gì, Nguyên không bao giờ Nguyên hỏi người yêu của Nguyên là anh đang ở đâu đang làm gì hết á. Kiểu một ngày đang nhắn tin nhau bao giờ anh đang đâu anh làm gì đó, nay đi với ai, không giờ vậy á, lúc nào cũng để cho ta kiểu cảm thấy thoải mái á. Mình cũng vậy, hãy cho mình cái quyền gọi là tự do thoải mái, đừng có kiểu đi đâu cũng phải báo cáo anh ơi đang ở đây nè. Đúng không? Giống như vậy mình đang tập cho người ta cái thói quen á. Thì hãy làm những cái điều riêng biệt để khi mà gặp nhau thì mình có chuyện. Ừ anh ngày hôm nay của em như thế này, ừ em làm cái này với bạn này bạn kia, thì lúc đó thì mối hệ của mình sẽ thú vị hơn. Theo Nguyên như nghĩ là như vậy. Nguyên khoe bạn trai Nguyên đi Nguyên ơi. Thực sự là Nguyên đang trong một mối quan hệ tìm hiểu. Nói chung là tụi mình nghiêm túc rồi, nhưng mà vẫn chưa cưới, vẫn gọi là tìm hiểu đúng không? Thì cũng được, tụi mình cũng được 5 tháng. 5 tháng. Nhưng mà Nguyên vẫn muốn giấu á các bạn ơi. Không có giấu mà kiểu để mọi thứ Nguyên cảm thấy sẵn sàng thì Nguyên sẽ cho mọi người. Ngại quá à. Thì mọi người đáng đợi xíu nha, coi như là hôm nay Nguyên đã bật mí cho mọi người biết Nguyên đã có bồ rồi đó. Mừng quá à. Chị tính khi nào lấy chồng? Shen trả lời đi. Shen là chắc chắn 2 năm rồi đó. Còn Nguyên thì Nguyên vẫn chưa biết, thì Nguyên nghĩ là mình đang thanh xuân phơi phới á, cho nên là tận hưởng cái thời gian này đi, mai mốt là kiểu từ đó tới cuối đời là không có bao giờ có cảm giác nữa đâu, cho nên là phải vui lên, phải tận dụng những cái thời gian thanh xuân này của mình. Ok, tiếp đến. Làm sao để gây ấn tượng nếu mình không xinh đẹp cũng không quá xuất sắc nào? Có nhiều người á, người ta không có đẹp lắm, nhưng mà do cái thần thái người ta, hoặc là do kiểu cách người ta come off này nọ, rồi cái personality á, thì kiểu như là người ta sẽ thu hút bằng cái đó hơn. Chứ nhiều khi có nhiều người đẹp á mà vô duyên á cũng không có ấn tượng đâu, ấn tượng là ấn tượng xấu á.
Khi yêu chị hạnh phúc như thế nào? Là gì nào? Đi ngủ ngon hơn, cảm giác muốn dậy chứ không có muốn ngủ cả ngày nữa, muốn dậy đi nói chuyện người yêu, gặp người yêu. Xong rồi muốn chăm sóc bản thân nhiều hơn để mình hoàn thiện bản thân, mình đẹp bản thân hơn. Ừ. Để cho việc việc sao vậy? Giấy rồi bé. Sen là kiểu sợ bị cô đơn á. Ừ, kiểu bị không có sức sống luôn á. Nguyên hả? Thấy mình ấm á, mình trọn vẹn á, đơn giản vậy thôi. Đúng rồi. Ừ. Có phải để chờ càng lâu thì tình yêu càng quý giá không mẹ? Không phải càng lâu càng quý giá đâu, lâu vừa phải thôi á. Đợi lâu nhưng mà không đúng người nó cũng đâu có quý giá. Đúng rồi, thì Sen thấy á là kiểu khi mà mình thích một ai rồi á, mình chỉ muốn bên người ta liền ngay tức khắc thôi á, chứ không có ai mà kiểu cần thời gian hay là muốn cho suy nghĩ đâu, cho không, suy nghĩ đâu. Vậy là không thương hả? Xung quanh em rất nhiều chuyện đổ vỡ nên em nghĩ rằng không cần yêu vẫn sống được, suy nghĩ sao ạ? Thì đó là tâm lý của em mà. Đúng rồi, có nhiều người như vậy á. Sen có một người bạn tên là Tuấn. Mỗi khi mà Tuấn thấy Sen kiểu buồn chuyện tình cảm này nọ, Tuấn không có hiểu lắm. Tại vì đối với Tuấn á, Tuấn không có cần tình yêu trong cuộc sống lắm. Tuấn chỉ thích đi làm kiếm tiền và đi du lịch này nọ thôi đấy. Không phải không cần tình yêu luôn, nhưng mà thấy cái lúc đó không có quan trọng. Không quan trọng đúng. Còn đối với Sen á, tình yêu là tất cả mọi thứ trong cuộc sống, là nguồn sống của Sen luôn á. Như cái cách của Sen á, nó sẽ không có healthy lắm. Nếu mà ai cũng kiểu nằm ở nhà chờ đợi có tình yêu hay là kiểu quan trọng tình yêu quá thì mấy bạn đâu có làm được gì khác đâu. Mấy bạn nên tập trung vô bản thân mình và những cái sở đúng thích rồi của mình và những gì mình muốn làm, chứ đừng có như Sen. Còn Nguyên là, nghĩa là do cái duyên nó tới á, Nguyên cảm thấy là Nguyên đủ an toàn, Nguyên chấp nhận. Chứ Nguyên cũng thuộc dạng giống Tuấn á. Thế nào là chàng trai tốt mẹ? Là một người chàng trai thương em, vì em mà chiến đấu, không quan tâm những gì người ta suy nghĩ hay nói gì, bất chấp dư luận để đến bên em, tại vì anh thương em, rồi quan tâm lo lắng cho em. Sen đang diễn tạo ông xã. Thì đúng mà. Em yêu Thảo, anh là người chàng trai tốt nhất em từng biết luôn á. Em nghĩ không ai thì... không ai tốt hơn anh luôn á. Chí nghĩ rất dễ thương. Chàng trai tốt đơn giản là một mình em ra không có người khác. Không, đúng rồi, chị cũng nghĩ vậy luôn. À, biết suy nghĩ cho mình cũng như là mối quan hệ này cho cả hai, chứ không phải là ích kỷ. Chỉ biết mình muốn gì và không cần biết đối phương nghĩ gì. Như là chàng trai tốt á là phải biết nhường nhịn, không phải là đúng sai đúng sai. Giống như là em đánh anh một cái thì anh phải đánh em lại một cái á, không phải như vậy. Người ta thường bảo yêu 4 phần thôi, trừ lại 6 phần cho mình. Chị nghĩ sao ạ? Em nghĩ là em nên bỏ hết 10 phần cho người ta luôn. Và nếu em hơn, người ta sẽ cho em lại hết 10 phần của người ta luôn. Kiểu một là all in, hai là không thôi á. Chứ như Sen yêu á là Sen yêu hết mình luôn. Mình bỏ hết tất cả tâm thần, thể xác rồi kiểu... Tinh thần. Tâm thần kiểu tất cả những gì mình có cho người mình yêu, thì mình cảm thấy yêu như vậy mới gọi là yêu á, mới là yêu xứng đáng á, mới đã á. Thì á, giống như kiểu đi bơi á là phải nhúng hết nguyên cái người đó, chứ nhúng xương xương nó không có đã giống vậy á. Cũng đúng, mà mình tin, mình xác định á thì lúc đó all in được. Không, đừng all in từ đầu nha. Đừng có mới gặp trời đẹp trai quá cái trời em sẽ trao anh hết cuộc đời em, không. Nên Sen hay được một cái á là khi mà Sen bị chuyện tình cảm, Sen bị buồn á, mình chỉ buồn thôi á, chứ mình không có phải kiểu là, chứ giống như hôm qua Nguyên nói á, giống như là ừ coi như tao sai tao tin mày, chứ không phải là tại sao mày làm vậy với tao. Đúng rồi, tại vì tao sai tao tin mày giờ ok mày chọn như vậy thôi. Mày làm như vậy thôi. Chứ đừng có tại sao anh nghĩ em. Tại sao không yêu em. Còn Sen á thì lại là tại sao em nghĩ em, nhưng mà Sen sẽ học cách của Nguyên hơn. Nhưng mà Sen nghĩ Sen sẽ không vậy cho trường hợp đó tới đâu. Thì em sẽ Sen thương nhau lắm. Mong yêu ông xã, yêu ông xã. Thì Duy trả lời câu này đi. Tình yêu em lận đận lắm chị Nguyên. Nguyên thấy Nguyên không có lận đận vô. Thấy là do My không á. Do Du hả? Kiểu giống như là không phải là kiểu cuộc đời đưa đẩy mà My bị buồn trong tình cảm. Mà My nghĩ là tới một cái thời điểm nào đó mình cảm thấy nó không phù hợp đó, thôi mình chọn cái khác tốt hơn. Sen thấy Sen lận đận á. Thì lúc trước á, nhiều người thích Sen lắm. Nhiều lắm luôn á. Nhưng mà không có ai kiểu đủ can đảm để chịu tiến tới thì nào hết. Cho nên đó là Sen thấy Sen lận đận là chuyện đó, kiểu như là vì giới tính của mình đó nên mình sẽ khó để có tình yêu thật sự, tình yêu hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ mình đã có rồi nên là mình rất kiểu rất biết ơn, quý trọng lắm luôn á. Thì Sen nghĩ là trong video này tụi mình nói đến đây là cũng khá nhiều rồi. Nhiều lắm. Nguyên mong là video này cho mọi người một xíu gì đó tiếng cười, cũng như là một xíu gì đó thư thái sau những ngày đi làm về mệt mỏi căng thẳng. Thì Nguyên với Sen mong là sẽ tiếp được cho bạn một xíu gì đó động lực với lại tinh thần, để cho cuộc sống của các bạn có thể tươi đẹp hơn, vui hơn.
cái video mukbang của tụi mình tới đây hết rồi, tại nguyên cái sen cũng khá là no về câu hỏi như vậy cũng đã nhiều lắm rồi. Đừng quên thumbs up video này nha, và subscribe channel của Nguyên, rồi qua subscribe của Shen nữa. Và trong tháng này tụi mình sẽ có rất nhiều video của tụi mình trên channel của mình và Nguyên luôn. Nguyên với Shen cảm ơn mọi người rất nhiều, và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye Wings. Bye Wings and shiny. Shiny.